Một cơn bão dữ dội làm rung chuyển một tàu chở hàng. Những con sóng khổng lồ đánh vào boong dường như có thể lật úp con tàu bất cứ lúc nào. Một thủy thủ nắm chặt lan can, cố gắng hết sức để không bị ngã. Đột nhiên, một bàn tay nắm lấy vai anh ta. Anh ta sợ hãi quay lại khi thấy đó là một trong những thuyền viên trên tàu. Anh này chỉ về phía mũi tàu và hét lên trong cơn bão rằng họ cần cố gắng sửa chữa nó. Hai người đàn ông tiến về phía trước mũi tàu. Người thủy thủ bắt đầu nối lại sợi cáp bị đứt. Anh ấy nhìn lên thì thấy người thuyền viên kia không còn làm gì nữa. Anh ta chỉ đang nhìn thẳng về hướng người thủy thủ, trong ánh mắt kèm theo sự sợ hãi. Người thủy thủ quay lại và thấy một xúc tu khổng lồ nhô lên từ biển. Xúc tu khổng lồ không thể tin nổi. Anh ta chỉ có thể đứng đó kinh ngạc nhìn nó, cho đến khi nó bắt đầu đập mạnh vào boong tàu. Người thủy thủ lao ra khỏi nơi anh ta đang đứng ngay trước khi xúc tu lao xuống chỗ anh, nơi mà người thủy viên kia vẫn đứng chôn chân trong sợ hãi. Con tàu trở nên hỗn loạn khi ngày càng có nhiều xúc tu xuất hiện và đập mạnh vào boong tàu. Một xúc tu đập nứt boong tàu ngay sát chỗ anh, khiến anh ta bay lên không trung. Phải đến một lúc sau, anh ta mới tỉnh dậy trong đống đổ nát. Vẫn không có gì thay đổi cả. Dù con quái vật này là gì, nó vẫn không ngừng tấn công con tàu. Người thủy thủ đứng dậy và nhặt một mảnh gỗ nhọn từ chỗ anh ta vừa nằm, chạy ngay tới chỗ xúc tu gần nhất và đâm mảnh gỗ nhọn vào nó. Có một tiếng gầm dữ dội từ biển và các xúc tu ngừng tấn công. Các xúc tu yếu ớt dần rồi trượt xuống biển. Người thủy thủ nhìn quanh cuộc tàn sát vừa diễn ra. Xác chết và mảnh vỡ ngổn ngang trên boong tàu. Anh ta di chuyển để xem tình hình các thuyền viên khác thì đầu một con mực lớn nhất anh ta từng thấy xuất hiện trước mặt anh. Một con quái vật khổng lồ, chắc hẳn phải dài hàng nghìn mét. Những thứ mà anh đã thấy của sinh vật này thực sự chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Với một tiếng gầm khác, sinh vật ngói lên khỏi mặt nước và vòng xúc tu cuốn quanh con tàu. Người thủy thủ chỉ kịp cúi xuống và nhắm mắt trước khi toàn bộ con tàu bị kéo chìm xuống biển. Với một tiếng thở hổn hển, người thủy thủ ngó lên mặt nước, hét lên và cố hít lấy không khí. Giờ đây, anh ta chỉ có một mình vùng vẫy giữa đại dương trong cơn bão. Nhưng không lâu sau đó, con mực khổng lồ xuất hiện trở lại. Đầu của nó từ từ nhô lên khỏi mặt nước ngay trước mặt anh. Đầu của nó có kích thước bằng một ngôi nhà, hai con mắt khổng lồ đen láy, dường như vừa nhìn thấy vừa không nhìn thấy anh. Nó thò một cái xúc tu về phía anh, và khi nó nghiêng mình trong nước để lộ cái miệng khổng lồ có mỏ, nó vòng xúc tu quanh anh ta và bắt đầu kéo anh ta về phía nó. Thì đột nhiên có một tiếng nổ, con mực đã bị thứ gì đó tấn công. Cả thủy thủ và sinh vật đều quay lại để chứng kiến điều khó tin nhất. Một chiến hạm đang tiến về phía họ, từ từ nhô lên khỏi mặt biển, như thể nó bằng cách nào đó đã lặn xuống nước. Chiến hạm bắn vào sinh vật. Con mực thả anh ta xuống và bắt đầu tiến về phía con tàu. Đây sẽ là một trận chiến long trời lở đất. Trong khi người thủy thủ này không biết những gì anh ta đang chứng kiến, thì với tổ chức SCP, đây đã là thứ quá quen thuộc. Đây là một lần xuất hiện khác của SCP-2846, còn được gọi là mực khổng lồ vào thủy thủ. Nhưng trước tiên, một yêu cầu nhỏ nhỏ từ tôi cần sự giúp đỡ của bạn để phổ biến thông tin về những dị thường ít được biết đến trong kho lưu trữ của tổ chức SCP. Điều tuyệt vời nhất bạn có thể làm để giúp tôi đó là hãy đăng ký kênh và bật thông báo. Sau đó hãy chia sẻ với bạn bè của bạn. Đây là sự trợ giúp rất lớn và sẽ cho phép tôi mang đến cho bạn ngày càng nhiều sinh vật dị thường SCP. Và bây giờ, hãy cùng quay lại video ngày hôm nay. SCP-2846 là tên được đặt cho một loạt các hiện tượng xảy ra ở vùng Vịnh Đại Tây Dương. Những hiện tượng này bao gồm sự tương tác giữa hai thực thể, được gọi là SCP-2846-A và SCP-2846-B. 2846-A là một sinh vật thủy sinh khổng lồ giống như mực hay bạch tuộc. Dù vậy, không có sinh vật tương tự nào được phát hiện có kích thước tương tự như nó. 2846A ước tính có chiều dài ít nhất 950 m. Sinh vật này xuất hiện ở những vùng nước sâu khi có bão và sẽ tấn công các tàu dân sự, đặc biệt là tàu du lịch và tàu chở hàng. Các cuộc tấn công này diễn ra lẻ tẻ và không theo quy luật nào khác ngoài việc chúng đều diễn ra trong thời tiết khắc nghiệt. Chúng xảy ra đột ngột và không có cảnh báo trước, và gần như luôn dẫn đến kết cục là phá hủy hoàn toàn mục tiêu nếu chúng không bị ngăn chặn. SCP-2846-B là thực thể sẽ cố gắng ngăn chặn các cuộc tấn công này. Hình dạng hiện tại của nó là một tàu biển lớn, giống như một chiến hạm kiểu dáng tương tự như những chiếc được Hải quân Hoa Kỳ sử dụng trong Thế chiến thứ nhất, cấp Pennsylvania. Mặc dù nó xuất hiện mơ hồ trong ảnh và video, như thể nó trong suốt và những người quan sát bằng mắt thường mô tả con tàu trông như đang bốc hơi. Cũng giống như SCP-2846-A, con tàu này sẽ xuất hiện từ vùng nước sâu, nổi lên gần nơi 2846-A xuất hiện. Con tàu sẽ bắn vào sinh vật, thu hút sự chú ý của nó, và sau đó, cả ai sẽ tham gia vào một trận chiến nảy lửa. Cả hai sẽ tiếp tục chiến đấu
cho đến khi SCP-2816A bất động hoặc bị khuất phục hoàn toàn. Sau đó nó sẽ chìm xuống biển. Sau chiến thắng của nó, con tàu cũng sẽ chìm xuống nước và biến mất dưới những con sóng. SCP-2816A được cho là đã tồn tại hàng nghìn năm và có thể còn lâu đời hơn thế nữa. Sự tồn tại của sinh vật lần đầu tiên được ghi lại trong một câu chuyện của Iceland từ thế kỷ thứ 13. Nhưng lần xuất hiện được ghi chép đầu tiên của tổ chức là vào năm 1905, khi một đặc vụ làm việc cho tổ chức, đô đốc Reginald von Allen phát hiện sinh vật này nổi lên quấn một con cá voi một cách dễ dàng bằng các xúc tu của nó. Ngay sau khi nó đã phát hiện, một con tàu nổi lên để chiến đấu với sinh vật. Đô đốc cố gắng ra hiệu cho thủy thủ đoàn rằng ông có thể nhìn thấy con tàu, nhưng con tàu đã chìm xuống mặt nước trước khi bất kỳ thông tin liên lạc nào có thể được tiến hành. Năm 1935, con tàu lại bí ẩn xuất hiện gần SCPS Hildegard. Và lần này, con tàu dị thường chính là người chủ động liên lạc. Một số thuyền viên của con tàu được chỉ định là SCP-2846-B1 đến B915 đã lên tàu của tổ chức và trò chuyện với thuyền trưởng Levi Hansen. SCP-2846-B1 tự nhận mình là David Thomas Jones của Hải quân Hoàng gia và tiếp tục giải thích rằng con tàu của họ đã bị đánh chìm bởi một con quái vật sống SCP-2846-A hơn 300 năm trước. Anh kể lại rằng khi chìm vào bóng tối của biển, anh ta tỉnh dậy trên một bờ biển bí ẩn và gặp một người phụ nữ tự xưng là Calypso, nữ thần biển cả. Cô ấy giải thích cách cô ấy đã phong ấn những Leviathan chuyên rình mò ở biển sâu trong một cái hố. Nhưng theo thời gian, phong ấn mà cô ấy tạo ra đã bắt đầu yếu đi. Một sinh vật khổng lồ đã trốn thoát và lấy hình dạng của sinh vật chết chóc nhất của đại dương, The Kraken. Calypso lo sợ rằng sinh vật này sẽ cố gắng phá hủy tiền phong ấn và giải phóng những người anh em quái dị của nó. Thảm họa có thể hủy diệt sự sống của cả loài người. Cô yêu cầu John cùng các thủy thủ của anh ta phải đuổi theo sinh vật này và đổi lại họ sẽ được bất tử. John đồng ý và cuộc chiến không hồi kết của anh chống lại sinh vật dị thường này bắt đầu từ ngày hôm đó. Lý do bây giờ anh ta lên tàu của tổ chức có liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ này. SCP-2816A đã trở nên mạnh mẽ hơn trong những năm qua, lớn hơn và cũng tàn bạo hơn. Anh ta và những người của anh ta không thể chết, nhưng nhiều người khác sẽ chết nếu họ không thể khuất phục con thủy quái. Anh ấy cần thứ gì đó từ tổ chức. Anh ấy cần một chiếc thuyền lớn hơn. Sau cuộc trò chuyện này, nhận thấy giá trị của việc để cho John và thủy thủ đoàn tiếp tục sứ mệnh của mình, tổ chức đã chỉ huy một siêu chiến hạm Dreadnought thuộc cấp Pennsylvania mới được đóng từ Hải quân Hoa Kỳ. Chiếc USS Montana, con tàu bị chìm cách một cơ sở hải quân của tổ chức ở Cuba 15 km. 30 giờ sau, con tàu nổi lên từ mặt biển, mặc dù bây giờ nó được trang bị vũ khí mạnh hơn cả thời nó là USS Montana. Như là một phần thỏa thuận, SCP-2846B được gắn vào thiết bị nổ, có khả năng phá hủy hoàn toàn con tàu nếu thủy thủ đoàn vì một lý do nào đó mà quay súng đối đầu với tổ chức hoặc các mục tiêu là con người khác. Vào năm 2013, một phát hiện quan trọng đã được thực hiện sau khi một thiết bị theo dõi được gắn vào SCP-2846A sâu dưới đáy đại tây dương, cách Florida khoảng 1.300 hải lý về phía tây. Một vùng trũng dưới đáy đại dương với một vật thể lớn bằng sắt trên đỉnh đã được tìm thấy. 2846 dường như quay trở lại địa điểm này nhiều lần và nó được quan sát là đã dọn sạch các tảng đá khỏi khu vực. Có vẻ như nó đã gần hoàn thành nhiệm vụ này của mình. Tấm sắt phía trên chỗ trũng gần như lộ ra ngoài. Người ta không biết chính xác bên dưới là gì, nhưng dù là gì đi chăng nữa thì nó cũng rất nóng với nhiệt độ đo được khoảng hơn 4.000 độ C. Người ta lo sợ rằng bất cứ điều gì sinh vật đang cố gắng khai quật, nó sẽ dẫn đến một kịch bản tận thế và bắt buộc chúng ta phải ngăn chặn điều này. Còn có thêm tin xấu khác khi nhắc đến SCP-2846. Vào năm 2014, con tàu SCPS Pristinen của tổ chức đang theo đuổi một sinh vật lớn dưới nước được cho là SCP-2846A và ra hiệu cho 2846B nổi lên mặt nước để khuất phục sinh vật này. Như quy trình bình thường thì có một điều gì đó kỳ lạ đã xảy ra. Pristinen bất ngờ bị tấn công bởi một thế lực bí ẩn. Khi SCP-2846B bắt đầu giao tranh với 2846A, hiện đã nổi lên. Phi hành đoàn của Pristinen báo cáo rằng họ đã nhìn thấy nhiều cặp mắt xuất hiện và biến mất trong vùng nước bên dưới con tàu. Họ chưa bao giờ nhìn thấy bất cứ điều gì giống như nó. Con tàu lại bị va chạm. Các hình ảnh vệ tinh cho thấy có một thực thể khổng lồ ngay bên dưới con tàu. Tàu Pristinen bắt đầu bị nhấn chìm trong nước và thủy thủ đoàn buộc phải bỏ tàu. Hai tàu SCP khác trong khu vực đã bắn vào thực thể kỳ lạ có nhiều mắt này, khiến nó một lần nữa biến mất dưới đáy đại dương. Khi SCP-2816B lại trục xuất 2816A xuống đại dương. Do sự nguy hiểm liên tục của SCP-2816A, nó đã được phân loại là Keter. Trong trường hợp xuất hiện, lực lượng đặc nhiệm cơ động Thau 1 còn được gọi là những tay khui hộp, những người đóng trên SCPS Nikolai.
sẽ sử dụng một thiết bị truyền đặc biệt để báo tín hiệu cho thủy thủ đoàn của SCP-2816B và duy trì liên lạc với họ trong suốt quá trình giao tranh của họ với sinh vật. Nhiệm vụ chính của Thao 1 là giảm thiểu sự tiếp xúc của dân thường với sinh vật dị thường, và bất kỳ tàu nào không thuộc tổ chức tiếp xúc với một trong hai thực thể 2846 đều phải được di chuyển khỏi khu vực, và tất cả những người trên tàu đều phải được xử lý xóa trí nhớ cấp C. Thuyền trưởng của SCPS Nikolai đã được phép bắn vào SCP-2816A để hỗ trợ trong cuộc chiến. Và nếu 2816B trở nên thù địch vì bất kỳ lý do nào khác, thiết bị nổ trên tàu sẽ được kích hoạt. Vẫn chưa rõ thực thể tấn công và tiêu diệt SCPS Crystalline là gì, nhưng việc nó dễ dàng tấn công khiến nhiều người trong tổ chức lo ngại rằng SCP-2816A đã có thể giải thoát một trong những người anh em của nó khỏi nơi giam cầm. Và nếu vậy, có thể tổ chức sẽ không còn có thể ngăn chặn chúng. Bây giờ, hãy xem những video khác từ các hồ sơ của tiến sĩ Bob. Và một lần nữa, hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách đăng ký, bật thông báo và chia sẻ với bạn bè của bạn để cùng chúng tôi nghiên cứu sâu hơn và rõ hơn về các tài liệu lưu trữ bí mật của tổ chức SCP.